Dạ của chị hết 400 ạ. Cái gì? Có mấy cái bánh kẹo này mà tận 400 nghìn á? Dạ vâng ạ. Cô ơi, cô có nhầm lẫn gì không? Chứ bình thường tôi mua cái này ở ngoài chỉ khoảng 40 nghìn thôi. Sao trong này lên tận đến 80 nghìn vậy? Đắt gấp đôi luôn đấy. Chị ơi, em chỉ là sinh viên đi làm thuê thôi. Chủ giá như nào thì em bán như thế, chứ em có biết gì đâu ạ. Thế là chắc là chủ cô dán nhầm giá rồi. Để tôi vào trong quầy xem giá của các gói khác như thế nào. Ôi, chị làm gì đấy ạ? Nhớ chị vào trong đấy, chị đánh cháo sản phẩm hay như thế nào thì sao ạ? Cô này buồn cười thế, ai làm gì đâu. Tôi chỉ muốn vào kiểm tra xem cái gói cũng như thế này, người ta ghi giá bao nhiêu thôi mà. Chị ơi, giá sản phẩm nào mà chả như nhau. Bây giờ thì nói chung là cũng tùy đợt thôi chứ. Có đợt thì nhập rẻ, nhưng mà có đợt hàng khan hiếm thì đắt hơn một chút thôi. Tôi biết là sẽ đắt hơn, nhưng nó không đến mức là đắt hơn gấp đôi như thế. Hay là chị cố tình không mua hàng đúng không? Em nói cho chị biết nhá, chị là mở hàng ở quán em ấy. Bây giờ chị mà không mua là em rông cả ngày đấy. Lúc đấy là em không để yên đâu chị đâu. Cô. Alo, con đây ạ? Vâng, con tìm mãi mới được hàng tạp hóa, em đang mua đồ về thắp hương mẹ ạ. Vâng, mẹ chào con tí, con về luôn đây. Em gửi ạ. Tiền của cô đây. Chuyện này chưa xong đâu. Tự nhiên lại có 200.000 bỏ túi. Mấy cái trò giãn lẻ mã giá như thế này á, ngày nào mình cũng kiếm được mấy trăm nghìn. Quá tươm. Sao? Tình hình muốn bán thế nào rồi? Quá là tốt luôn. Người yêu anh mà đã bán chỉ có đắt khách thôi. Anh xem đi, sổ thu chi tuần này đấy, ngày nào khách cũng nượp nượp luôn. Giỏi quá ta. À anh này, hôm nay em thèm ăn buffet hải sản ấy, anh đưa em đi ăn nhá. Hôm nay không được rồi, hôm nay nhà anh có rỗ, anh phải về. Mà anh định bao giờ đưa em về ra mắt họ hàng đấy? Thì em cứ từ từ đã. À, mày nghe nói là lần này rỗ có một bà chị họ, lâu rồi bà ấy không về. Tiện thể lần này về để anh giới thiệu em vào công ty bà ấy làm. Bà ấy mới mở công ty, thấy bảo làm ăn được lắm. Thật á? Đúng rồi đấy, em cũng sắp ra trường, cũng muốn tìm một công việc nào ổn định. Chứ em bán hàng tạp hóa cho anh như thế này cũng chỉ là làm thêm thôi. Thì đúng rồi, em làm văn phòng thì anh yên tâm hơn. Chứ để em bán hàng một mình thế này, lỡ thằng nào nó tán mất thì sao? Anh này nữa. Ngồi đi em. Đây là văn phòng của chị anh. Lâu lắm rồi hai chị em mới gặp lại nhau. Đây là anh giới thiệu em luôn. Có gì tí nữa thể hiện cho tốt vào. Dạ vâng ạ. Là cô à? Chị ạ. Hai người biết nhau à? Cô ta là người yêu của em đấy à? Vâng, đây là Phương Anh, người yêu của em. Cô ấy vẫn đang là sinh viên. Hôm nào mà không đi học thì cô ấy sẽ ra quán tạp hóa mới của em để phụ em bán hàng. Thì ra quán tạp hóa đó là của em à? Em bán hàng gì mà khiếp đấy, giá cao gấp đôi so với thị trường đấy. Chị có chắc đấy là quán của em không? Hay là chị nhầm? Bởi vì em nhập hàng vào rất rẻ nên là lúc nào em cũng bán rẻ hơn thị trường một chút. Chị nói điêu em làm gì? Đây, em xem đi. Hôm nay chị đi khảo giá thị trường. Hộp bánh kia chị mua với giá 70.000, hộp còn lại là 60.000. Thế theo em, có phải đắt gấp đôi so với thị trường không? Chị có chắc là chị mua ở quán của em không đây? Làm sao mà em bán giá này được? Chị chẳng mua quán của em thì mua của ai? Chính cô ta là người bán hàng và thanh toán hàng cho chị mà. Cô ta còn nói là giá cao là vì giá thị trường cũng cao mà. Nhưng mà không đúng. Bình thường em ghi giá sản phẩm, lúc nào em cũng ghi bằng mực đỏ, còn ở đây là mực đen. Làm sao mà như thế được? Chẳng lẽ... Thôi chết, lộ tẩy rồi. Mình không thể để chuyện này phá hỏng kế hoạch của mình được. Anh ơi, em xin lỗi. Là tại em tham lam. Hôm lấy đến đợt đòi học phí, nhưng mà mẹ em chưa gửi tiền, thế nên em mới làm liều thế thôi ạ. Em nghĩ cái gì đấy? Em nghĩ cái gì mà dám đổi giá sản phẩm như thế? Em xin lỗi anh, em xin lỗi chị. Em hứa từ lần sau em sẽ không như vậy nữa. Đứng lên đi.
Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, có gì khó khăn thì nói với anh, tại sao lại làm như thế? Thì cũng tại anh tốt với em quá nên em không nỡ làm phiền anh. Em xin lỗi mà. Cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận rồi à? Tôi tưởng là cô mạnh mồm lắm cơ mà. Chị Trang, có gì chị bỏ qua cho cô ấy nhá. Cô ấy vẫn đang là sinh viên, vẫn còn trẻ người non dạ lắm, chưa biết gì đâu. Chị ơi, chị cho em xin lỗi, em sẽ trả lại tiền cho chị mà. Tôi không cần tiền, thứ tôi cần là một người có đức tính thật thà. Cái này em biết rồi, về nhà em sẽ bảo lại cô ấy sau. Còn chuyện chị nhận cô ấy vào làm, chị xem xét giúp em nhá. Tại vì Phương Anh ở nhà là một người rất ngoan, lại còn chăm học nữa, cô ấy không đến mức như thế đâu. Thôi được rồi, dù sao thì Hùng cũng là em họ của tôi. Nó đã nói như thế thì tôi sẽ cho cô một cơ hội. Dù sao thì tôi cũng cần nữ phụ việc giấy tờ cho tôi, và đó là cơ hội duy nhất tôi dành cho cô. Đừng có làm tôi thất vọng. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Để lấy lòng tin của chị ta, trước hết mình phải đóng vai ngoan hiền, thảo mai mới được. Phương Anh, Phương Anh, Phương Anh. Chị ạ. Sao đang trong giờ làm việc em lại ngủ gật như thế? Chị ơi em xin lỗi, là tại mẹ em bị ốm, cả đêm em ở trong đấy chăm, thế nên là bây giờ mắt nó cứ nhắm tịt vào đấy ạ. Thế à? Thôi được rồi, nhưng mà ngủ trong giờ làm việc thế này mọi người nhìn thấy cũng không hay đâu. Cầm thẻ của chị, xuống dưới nhà mua cốc cà phê uống vào cho nó tỉnh táo rồi lên làm việc lại. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Chị tốt với em quá. Làm việc đi. Có thẻ của chị ta thì tội gì mình phải mua mỗi cà phê chứ. Nhân tiện mình phải mua thêm một ít đồ ăn vặt mới được. Ngần ấy thì nhằm nhò gì với số tiền của chị ta chứ. Dạ thưa sếp, đây là giấy tờ sếp cần ký hôm nay ạ. Ừ, để chị xem. À chị ơi, có phải là công ty mình thành lập quỹ từ thiện đúng không ạ? Chị cho em làm thủ quỹ nhá. Em xin phụ trách không công vì muốn được đóng góp cho xã hội ạ. Em thực sự muốn làm thủ quỹ à? Dạ vâng ạ. Em cũng có tham gia mấy cái chương trình từ thiện ở vùng cao, thế nên là em rất thích từ thiện ạ. Được rồi, vậy thì lát nữa em vào phòng họp họp với chị nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Giá đó em kê cao hơn giá đơn vị chị nhập có một tí thôi, thì chị cứ nhắm mắt cho qua đi. Chị yên tâm, em sẽ không để chị thiệt đâu. Với lại đấy cũng là quỹ từ thiện của công ty mà. Bây giờ mình nâng giá lên ấy thì quỹ trả tiền cho chị em mình có trả đâu. Sếp cũng biết được đâu. Vâng, nhá. Mình sẽ bòn rút từng chút một. Chị ta nhiều việc như thế, giờ lại còn tin tưởng mình như vậy. Việc gì cũng giao cho mình, chắc gì đã quan tâm đến cái quỹ từ thiện nhỏ bé đấy chứ. Mình sắp giàu rồi. Cái này phải nâng lên một chút. Giá cái này rẻ quá. Nâng lên. Anh này, không biết là chị Trang gọi mình đến đây để làm gì ấy nhỉ? Anh cũng không biết nữa. Chị ý bảo là lên công ty có việc gấp. Không biết là chuyện gì. Hai đứa ngồi đi. Chị có bọn em có việc gì không ạ? Hay là chị muốn khen thưởng bởi vì Phương Anh làm việc tốt đúng không ạ? Xem đi. Đây là toàn bộ hồ sơ chứng minh người yêu của em, Phương Anh, biển thủ công quỹ từ quỹ từ thiện của công ty chị. Alo, Liên à? Ừ, chị đây. Em hãy mang toàn bộ giấy tờ sổ sách thu chi về hoạt động từ thiện mà Phương Anh đang phụ trách vào đây cho chị kiểm tra. Nhất định là không được bỏ sót bất cứ một khoản thu chi nào. Ừ. Sao em không hề biết là chị kiểm tra sổ sách mà chị đã giao cho em rồi, chẳng nhẽ chị nghi ngờ em à? Đúng, chị chưa bao giờ tin tưởng em cả. Kể từ cái lúc mà em đổi nhãn giá ở cửa hàng tạp hóa của Hùng, chị đã không tin em rồi. Chị đưa em vào công ty
và giao cho em phụ trách quỹ từ thiện này để mong em thay đổi. Và không biết là em có hối cải hay không, nhưng mà em vẫn ngựa quen đường cũ. Em biển thủ cung quỹ và đội giá lên để ăn chinh lật. Chị Giang tốt với em thì em có biết suy nghĩ không ạ? Các cụ nói cấm có sai, ngựa quen đường cũ cũng không thể nào cứu vãn được. Không, chị không ủng hộ mối tình này, bởi vì cô gái này không hề xứng đáng với em. Kể từ giây phút này, cô chính thức bị nghỉ việc. Cấm cô bước chân vào công ty tôi dù chỉ là nửa bước. Chị... Cút. Cút ra khỏi công ty của chị tôi. Chị ạ, chị lấy hộp này đúng không ạ? Bên em đang đồng giá 70.000 một hộp đấy ạ. Chị ủng hộ em với, em là sinh viên đi làm thêm. Mà hộp nào hộp đấy trông xấu thế này, mà kẹo mút chắc là toàn hết hạn nhỉ? Sao chị lại nói thế ạ? Kẹo á là phải kẹo ngon em mới nhập, mà em kiểm tra kỹ rồi, hạn phải trên 1 năm em mới nhập về cơ. Tôi chọn mãi mới được cái hộp này thôi. Xấu xấu thế này chắc 50.000 thôi nhỉ? Chị ơi, em bán 70.000 là rẻ lắm rồi đấy ạ. 50.000 thì em không có lãi tí nào cả, còn lỗ cơ. Chị xem, chị ủng hộ em với. Không bán này thôi, tôi đi chỗ khác, đang có bao việc. Chị ơi. Thôi được rồi, em để cho chị đấy ạ. Coi như mở hàng, chứ không thì rông cả ngày mất. Đấy, ngay từ đầu nói như vậy thì phải nhanh không? Em cảm ơn ạ. Ui, chết rồi, 11 giờ rồi. Phải đi ship cái hộp hoa có tiền mới được. Bà chị vừa nãy không nhở? Bảo sao cứ ôm khư gộp hoa. Trời ơi, làm sao bây giờ cả triệu bạc của tôi. Úi giời ơi, đúng là tươm tất thật đấy. Bây giờ vừa có đồ để tặng, vừa có tiền để tiêu. Tao đây. Tao qua giờ đây nhá, nhá. Ok. Tặng mày này. Nhân dịp gì đấy? Chả nhân dịp gì cả. Chẳng qua là nãy đi qua thấy mấy cái bé bên đường ấy, bán để mua, tiện tặng luôn. Xem nào. Bây giờ làm mấy cái hộp quà kẹo mút như này trông xinh nhỉ? Làm tao nhớ lại hồi cấp 3 đấy. Mà từ đó đến giờ, bây giờ tao với mày mới gặp lại. Tính ra lần cuối mình gặp nhau là cái đợt tốt nghiệp cấp 2 nhỉ? Thế mà bây giờ mày đã sắp làm mẹ trẻ con rồi, đúng là không tin được. Thời gian trôi nhanh mà. À, nghe nói là bây giờ mày làm ăn phát đạt lắm à? Tao cũng mừng thay cho mày đấy. Nhưng mà chả bù cho tao gì cả, chán á. Có chuyện gì à? Thì đấy, mẹ tao thì bị ung thư, bây giờ có bao nhiêu tiền á thì dồn hết chữa trị cho bà rồi. Tao muốn mở một quán cà phê mà mãi không làm được. Công nhận hoàn cảnh của mày cũng éo le thật đấy. Thế mở quán cà phê cần nhiều tiền không? Thì đâu đấy cũng khoảng tầm 200 thôi. Tao cũng tích tiền được rồi, nhưng mà bây giờ đùng một phát mẹ bị ung thư như thế thì phải chữa trị cho bà thôi. Đành gác lại ước mơ vậy. Thôi thế này đi. Tiền tỷ thì tao không có, nhưng mà 200 triệu thì tao có thể cho mày vay được. Mở quán đi. Cái gì? Mày không nói đùa đấy chứ? Mày cho tao vay thật à? Tao nói thật mà. Bạn bè, quan trọng nhất là lúc khó khăn, mình giúp đỡ lẫn nhau là được. Dù sao mày cũng cần tiền để chi trả viện phí cho mẹ mà. Mở quán đi, tao sẽ cho mày vay tiền. Tao cảm ơn mày nhá. Đúng là bạn bè tri kỷ. Tao sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho mày hàng tháng nhá. Uầy, mới khai trương mới được có hơn một tháng mà lãi 70 triệu, trộm vía quá. Cứ như thế này á, chả mấy chốc được thành phú bà.
Trang à, tao nghe đây. Tao gọi để xem mày chuyển tiền lại tháng vừa rồi cho tao chưa? Tại vì là tao chưa nhận được ấy. Sao mày cứ giục tao mãi thế? Chỗ bạn bè với nhau mà. Ừ, tao đang cần tiền để nộp lệ phí gói đẻ dịch vụ ở bệnh viện quốc tế. Mày biết mà, đẻ ở đây tốn cả đống tiền. Mà nhà tao thì vừa đóng bảo hiểm với cả gửi số tiết kiệm xong, chẳng dư được bao nhiêu, nên đang định hẹn mày hôm nay chuyển tiền đấy. Trang này, tao xin lỗi mày nhá. Tại doanh thu tháng này thấp quá, bán từ hôm đấy đến giờ mới được có 20 triệu. Có gì để tháng sau tao trả mày cả gốc lẫn lãi nhá. Vậy à? Ừ, được rồi. Cố gắng duy trì quán hoạt động cho ổn định nhá. Còn tiền để tao tính cách khác vậy. Tại vì chồng tao cũng đang dồn vốn đi đầu tư nhà, nên tao cũng không dư giả nhiều. Ok. Thông cảm cho tao nhá. Ừ, tao cảm ơn. Nghĩ gì mà tao lại trả cho mày? Bây giờ tao có bán lãi thì tao cũng bảo là lỗ. Xem mày làm gì được tao. Em chào chị. Chị là chị Phương Anh, chủ quán. Cậu là bạn của Phiêu đấy à? Phiêu có gọi cho tôi, bảo là nâng đỡ cậu, nhận cậu làm phục vụ của quán này. Tôi nhận ra chị rồi. Chị chính là người hôm trước ăn trộm hộp quà có tiền của tôi. Này, tôi là sinh viên, bán một hộp quà được có mấy chục nghìn thôi. Chị làm thế mà được à? Nuốt có trôi không? Này, cậu ăn nói cho nó cẩn thận rồi nhá. Tôi với cậu không quen biết gì nhau, tự dưng trộm cắp gì ở đây? Bớt, đừng có mà diễn. Bà chị có hóa thành cho, thằng này vẫn nhận ra. Này, trả tiền đi. Cậu đang là ứng viên, xin việc ở quán tôi. Ăn nói cho nó cẩn thận vào nhá. Không là tôi đuổi thẳng cổ đấy. Này, chưa làm buổi nào đâu. Bà chị chẳng có quyền gì mà đuổi tôi cả. Thằng này cũng đếch thèm làm. Nhìn cái mặt của bà chị thôi là không muốn làm rồi. Cậu... Alo, Phiêu à? Em giới thiệu cho chị bạn kiểu gì vậy? Chưa làm bắt đòi nghỉ rồi. Thế bây giờ lấy đâu ra nhân viên để phục vụ đây? Nhân viên của quán chị bây giờ nghỉ hết rồi. Anh Phiêu à, anh giới thiệu cho em kiểu gì đấy? Nhìn mặt bà chủ quán là em không muốn làm rồi đấy. Thôi được rồi, nể mặt anh, em làm đúng một hôm thôi đấy. Chị uống gì ạ? Hùng, sao em lại ở đây? Hai người quen nhau đấy à? Chị Trang, chị đừng bảo với em là chị chơi với cái hạng người này nhá. Này, cậu nói cái gì đấy à? Hùng, sao em có thể nói với bạn chị như thế? Đây là Phương Anh, bạn của chị. Cô ấy rất tốt đấy. Tốt á? Chị có nhớ là cái cô gái mà em kể với chị ăn trộm hộp quà của em mà trong đấy có tiền em làm riêng cho khách không? Đây này. Trang ơi, cậu đừng tin lời nó. Nó chỉ là thằng phục vụ quèn thôi. Tin nó làm gì? Sao tôi lại không tin cậu ấy được chứ? Bởi vì đây là em trai của tôi mà. Em trai á? Sao nhà mày giàu như thế, sao lại để thằng em trai đi làm phục vụ thế? À, có gì đâu. Từ bé nó là thằng thích trải nghiệm rồi, luôn luôn muốn tự kinh doanh buôn bán. Bảo nó vào công ty của nhà làm cho đỡ vất vả, nó có chịu đâu. Từ trước đến giờ tôi là người ngay thẳng, có sao nói vậy. Chị tôi là người hiểu rõ tôi nhất. Chị có thể ăn trộm hộp quà của tôi, lợi dụng tôi, nhưng mà đừng mong lợi dụng chị tôi điều gì cả. À, toàn là người nhà cả ấy mà. Hùng này, hôm đấy chị chỉ có ý định trêu em thôi. Chị định đem trả lại mà, nhưng mà chị quên, thế nên là chị chưa trả thôi. Trêu gì mà trêu dài. Định trả lại á? Tôi ngồi bán hàng đợi chị cả tuần trời, chị có quay lại đâu. Thì chị đã bảo là chị quên rồi mà. Hùng, chắc là Phương Anh cũng quên thật, với cả cũng không cố ý làm như thế đâu. Bạn chị chỉ biết mà, Phương Anh không phải là người nhập nhèm trong chuyện tiền nong đâu. Không phải là người nhập nhèm trong chuyện tiền nong? Thế hóa ra đây là cô bạn mà chị kể với em, là vay chị 200 triệu để mở quán cà phê à? Thôi chị bảo thật, nếu như Phương Anh đã chân thành nhận lỗi về mình như thế thì em cũng bỏ qua đi. Đánh kẻ chạy đi, ai lại đánh người chạy lại bao giờ. Chị nhìn nhầm người rồi. Cô ta không tốt như chị nghĩ đâu. Hùng này,
Em đừng chỉ vì một bó hoa mà đánh giá chị như thế chứ. Chị chơi với Trang là thật lòng. Chị kể hoàn cảnh của chị, Trang thương cảm thì mới cho chị vay thôi. Chị diễn tốt nhở? Xong rồi làm diễn viên đi, mở quán cà phê làm cái gì? Lúc mà mới đến đây, em có nghe được cuộc điện thoại của chị và cô ta. Cô ta nói với chị là quán chưa có lãi, nên là không thể trả bớt cho chị được đúng không? Ừ, đúng là Phương Anh có nói thế. Sự thật thì không phải như vậy đâu ạ. Ủa ôi, 70 triệu một tháng tiền lãi. Bán cà phê lãi vậy sao? Biết vậy hồi đấy mở quán cà phê rồi sao? Cái gì? 70 triệu tiền lãi trong một tháng á? Thế sao mày nói với tao là quán kinh doanh thua lỗ nên không có tiền để gửi cho tao cơ mà? Chàng ơi, mày đừng nghe nó nói linh tinh đấy. Hùng, có phải như thế đâu em. Đúng, nói thì có thể linh tinh, nhưng có bằng chứng thì sao? Tình cờ lúc đấy em chụp lại, vì em thấy lãi nhiều quá, cũng định bỏ một cái. Chị xem đi. Sao mày có thể lừa dối tao như thế? Có khó khăn gì đâu, vài đồng bạc, tao còn cho mày vay cả 200 triệu cơ mà. Này, tao cho mày trong vòng nội một tháng, cầm 200 triệu đó và trả lại cho tao. Còn tiền lãi thì tao cho mày luôn, coi như là chi phí cho tình bạn này. Trang, Trang. Chào. Rồi ơi. Bán thế nào đi em? Thanh long đỏ em bán 30.000 một cân, ngon ngọt lắm anh ạ. 30.000? Vâng. Vợ anh bảo là thanh long đỏ bình thường rẻ lắm 40.000, em bán 30.000 là rẻ đấy chứ nhỉ? Em lấy công làm lãi thôi anh ơi, nhà em có vườn thanh long đỏ trồng, thế cho nên là bán luôn, với cả em không qua trung gian gì, ngon lắm, anh lấy vài cân nhá. Vỏ thì trông cũng đỏ đấy, nhưng mà không biết bên trong như nào. Này, có khi nào em trộn thanh long trắng vào em bán không ạ? Không, để em bổ luôn cho anh xem. Đấy, anh xem thanh long ruột đỏ ấu này không ạ? Trông đỏ ngon quá nhỉ, anh ăn thử nhá. Ê, thôi, nhìn ruột đỏ ấu này là biết ngon ngọt rồi, anh cần gì phải ăn thử nữa. Em bán hàng buồn cười thật, anh là khách lại không được ăn thử à? Anh ơi, em bán thanh long đỏ có 30.000 một cân, bây giờ khách nào cũng đòi ăn thử như thế thì không phải em sạt nghiệp mất. Thôi anh mua đi, làm vài cân về cho vợ ăn dần nhá. Thôi được rồi, lấy cho anh 3 cân. Vâng. Của anh 90.000 ạ. Anh chuyển khoản nhé. Xong rồi nhá. Dạ vâng, em cảm ơn. Thanh long trắng có 10.000 một cân, sơn lên thành thanh long đỏ, bán lãi gấp 3. Kiểu này á, chắc là mình nhanh giàu lắm. Vợ ơi. Này, vợ nhìn thấy gì không? Thanh long đỏ đấy. Anh đố vợ nhá, anh mua bao nhiêu tiền một cân nào? Bao nhiêu ạ? 30.000. Cái gì? Thanh long đỏ mà có 30.000 á? Này, thanh long đỏ mùa này rẻ nhất cũng phải là 40.000. Khéo có khi của rẻ là của ôi đấy. Đùa đâu ấy, không bao giờ khen chồng được một câu. Anh bổ ra anh chứng minh cho vợ xem luôn nhá. Ừ, ngồi ấy. Đỏ chét luôn. Đỏ nhờ? À không, chắc là sót quả thôi. Để anh bổ quả khác. Nãy là thấy đỏ lắm. Đây đây, anh làm lại cho mà xem. Quả này chắc chắn với em là đỏ luôn nhá. Đỏ dữ chưa? Ủa, sao toàn thanh long trắng thế này? Em nhìn qua là biết luôn ý,
không những là thanh long trắng mà đây còn là thanh long non luôn. Anh mua tận 30k, như thế là bị đắt rồi. Thanh long trắng mua này á, cùng lắm chỉ 10.000 thôi. 10.000? Ừ. Này, hôm qua muộn rồi nên là tôi không ra hỏi tội cô. Cô bán thanh long kiểu gì đấy? Bán thanh long để của tôi à? Ôi, để rồi đều thế nào? Anh mua thanh long của tôi ăn hết rồi, bây giờ đến bắt đền đúng không? Cô bán thanh long đỏ đúng không? Tôi mua về bổ ra không một quả nào màu đỏ cả, toàn màu trắng thôi, thế là còn non, ăn kiểu gì hả? Mà này, chắc là cả cái giọt này cũng toàn thanh long trắng hết nhở? Lừa người đúng không? Anh nói kiểu gì đấy? Đừng có mà vu oan cho người vô tội nhá. Đây, tôi bổ luôn thanh long cho anh xem. Đây, anh xem đi. Ruột đỏ ao thế này, tôi cho anh ăn thử một miếng luôn đấy. Ăn đi. Ô, thanh long đỏ thật này. Chắc chắn là cô chiêu trò gì. Ơ này, anh làm gì đấy hả? Nếu mà anh không mua hàng thì thôi, đi ra chỗ khác. Đừng có bỏ ở đây phá hoại cái chỗ buôn bán của người ta. Sao đấy? Có tật giật mình à? Sao mà phải rồn lên thế? Này, tôi nói cho anh biết nhá, anh đến đây không có ý tốt đẹp gì cả. Nếu như anh còn động vào cái chỗ thanh long này của tôi ấy, là tôi sẽ la ầm lên cho mọi người biết là anh làm cho tôi. Đây này. Cô được lắm, cứ đợi đấy. Bán hàng cái kiểu thất đức này có ngày dẹp tiệm sớm rồi. Cũng may là mình đã thủ sẵn một quả thanh long đỏ thật. Nếu không hắn ta mà làm ầm lên thì chắc là mình không buôn bán gì được mất. Nguy, nguy. Tôi nhận ra cô rồi. Cô chính là người bán thanh long giả. Này nhá, anh mua cái gì thì tôi bán cái đấy. Làm sao mà anh cứ làu bảo với tôi mãi thế nhở? Này, đừng có mà lươn lẹo ở đây. Hôm đấy cô cắt thanh long ra để chứng minh thanh long cô bán là thanh long đỏ. Nhưng mà tôi nghĩ kỹ rồi, chắc chắn là có chiêu trò gì đấy. Chiêu trò gì? Nào, thế bây giờ anh bảo tôi có chiêu trò thì bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu nào? Này cô... Gì thế hả? Em về đúng lúc đấy. Đây là ai? Tại sao lại ở đây? Đây là Linh, em họ của bạn em. Linh làm giúp việc cho nhà mình mà. Dặn anh mở cửa còn gì? Giúp việc cho nhà mình á? Ừ. Em thuê cô ta. Ừ. Em có nhớ là anh bị người ta lừa mua dính thang đều không? Là cô ta lừa anh đấy. Chị ơi, em không biết. Trước giờ em đã gặp anh ấy đâu mà anh cứ đổ cho em là bán thanh long giả cho anh. Này, cô cũng cháo trở nhỉ? Vừa cãi nhau tay đôi với tôi xong, bây giờ thích trai mà đâu? Khổ quá thôi, em không biết đâu. Em chỉ muốn có tiền đóng tiền học nên là mới nhận giúp việc theo giờ. Chưa gặp anh ấy bao giờ mà anh cứ hung dữ với em. Thích điên không ạ? Thôi, anh bình tĩnh đi. Em thấy Linh nó cũng ngoan, hiền lành mà. Hiền lành? Ừ. Thôi, vào dọn nhà chị đi nhá, vào đi. Anh đã nói với em như thế rồi, em vẫn để... Thôi, bây giờ nhá, Linh nó là em họ của bạn em. Anh không để mặt nó thì cũng phải tin vào con mắt nhìn người của vợ anh chứ. Không nói nữa, đóng cửa đi. Từ hôm cô ta đến tới giờ, không có chuyện gì xảy ra. Nhà cửa thì sạch sẽ, cô ta cũng nhanh nhẹn cẩn thận. Liệu mình có đánh giá nhầm cô ta không nhỉ? Ơ, anh Hùng, anh làm rơi tiền này. Anh cảm ơn. Lần sau anh nhớ cất tiền cẩn thận nhá. May là rơi ở nhà đấy, chứ rơi ngoài đường nó mất rồi đấy anh ạ. Chắc là cô ta thay đổi rồi. Tưởng có 500.000 mà lừa tôi á. Tôi còn tiền nhiều thứ khác giá trị hơn kìa. Chỉ với chút sơn này á, mà biến chiếc dây mỹ ký dỉ xét thành trông như dây chuyền vàng thật thế này thì... Nhân cơ hội bọn nó về quê, mình sẽ trao đống đồ mỹ ký này lấy đồ thật. Có vài bữa tích vào vài cái nhẫn vàng thật thì chẳng mấy mà mình giàu.
lọ sơn vàng anh Kim về, sơn lại đống vòng đều dỉ xét. Thế mà đổi lấy được cả đống nhẫn vàng thế này, tươm quá. Bắt tận tay rồi, còn chối được nữa không? Chị không ngờ em là người mưu mô xảo trá như thế đấy Linh ạ. Không, không phải hai người về quê sao ạ? Anh đã nói với em rồi, cô ta là một người vô cùng mưu mô, nhưng mà em không chịu tin anh. Về tin anh. Sơn, ai lại quét sơn ở bàn trang điểm của vợ mình? Có người, chắc chắn đã có người vào đây dùng sơn quét lên đồ của mình. Chắc lẽ alo vợ, em về ngay đi, anh có chuyện muốn nói với em. Anh Hùng nói với chị về em, nhưng mà chị không tin, nên anh Hùng đã nghĩ ra cách giả vờ về quê để thử lòng em. Chị không ngờ em là người như thế đấy Linh ạ. Em xem đi. Nhận mỹ ký được cô quét sơn màu vàng đi. Cũng giống thật đấy. Cô cũng lắm trò thật đấy. Không, mọi chuyện không phải như... Cô thấy là vợ tôi có nhiều đồ trang sức quý giá, nên cô cố tình bày mưu để ăn trộm đúng không? Những thứ này được sơn lên giống như cái cách mà cô sơn vào khoảng thời gian. Bản chất đã đi lừa gạt người khác, không bao giờ thay đổi. Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Một là cô trả lại cho vợ tôi tất cả những đồ trang sức quý giá. Hai là tôi gọi công an đến gô củ cô lại. Không, 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 em trả, anh đừng gọi công an ạ. Em trả, đây ạ. Còn được đêm gì nữa? Anh đã nói với em rồi, cô ta là một người vô cùng mưu mô, chuyên đi lừa gạt người khác. Cái tính lừa gạt nó ngấm vào máu rồi thì không thay đổi được đâu. Từ sau ấy, đừng có tin người, cũng không cần phải nể nang ai cả. Không phải ai cũng tốt như em. Em biết rồi.